Chào các bác nhá. Hôm nay tôi lang thang ở bãi chồn trong thành phố này. Buổi chiều giờ muộn phết rồi. Ở nhà chán quá lang thang lượn lờ. Gặp ngay con ở ngay đây. Đây. Bật phát nó chạy hẳn ra cái mép ngoài này. Không biết là còn vài nữa không này. Rồi cắm thòng lọng đấy nhá. Chút không? Hai con tuấn mình không? Tụt mất một con rồi các bạn. Thank you.
tụt cả hai. Đen thôi nhỉ. Dính luôn con nữa. Hai con. Chiến đôi các bạn nhá. Bướng với thầy. Tưởng vừa dính mới đầu dính cả hai con xong rồi tuột. Tưởng mất ăn à. May tự nhiên lại quay lại. Đặt lại thằng lọng phát chết tươi.
Xin lỗi. Tình hình làm đôi nhau anh à. May trong thành phố đấy là linh tinh nửa tiếng được đôi chú chồn hên. Trời ơi. Mới đầu dính rồi tuột rồi tưởng mất ăn. Hóa ra số đô vẫn chết. Quay lại là dính một con ở nó hay là con mẹ nó. Con nó kêu con mẹ nó chạy về mầm dính ngay bên cạnh người rồi. Tôi bấy được ngay cái bãi cỏ là đám cỏ này, nhỏ nhỏ này. Mới đầu nghĩ không có đâu, bật chơi chơi thôi. Tại vì năm ngoái tôi với bạn tôi bắt ở chỗ khu này khá nhiều rồi, 6-7 con rồi. Tưởng hết sạch rồi cơ. Nghe quái nào lại về đây. Mà ở đây động chứ, ngày người ta đang đổ đất, đang san đất rồi. Đấy, mênh mông hết rồi. Ai nghĩ là nó có chồn đâu, đúng không? Ngay trong thành phố luôn. Giờ ông muốn là 5 giờ kém rồi ạ. Thôi tôi xin phép các bác nha, đi về thôi. Muộn đấy, tí nữa trời tối nhanh phết đấy. Trời bây giờ đang mùa đông mà. Mới hôm nay bắt đầu với hừng hừng làm tí đấy.